Xin chào tất cả anh em thợ nha. Hôm nay Tiến rất vui được lên đây để chia sẻ cho tất cả anh em thợ mà hiện tại chưa biết về cái ban bệnh xe mà không đề được nhá, của những dòng xe số, dòng xe phổ thông bình thường. Hôm nay thì đến đây chia sẻ cho anh em để anh em biết tới đây anh em bắt tay vào nghề làm sẽ dễ hơn nhá. Và đặc biệt hơn anh em đang học nghề có thể là có tài liệu tham khảo nhá. Rồi anh em vào, anh em trước tiên những con xe vào đây mà để cũng được ấy, thì anh em bật chìa khóa này, anh em bật chìa khóa, anh em kiểm tra cái đèn trên đồng hồ này, đèn báo số này, hiện tại xem là nó có báo đồng hồ báo rồi. Thì anh em mình thử công tắc đề nhá. Thì những cái phương án loại trừ hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thể các anh mình sẽ loại trừ ra nhá. Anh em bấm vào nút đề này, đấy, bấm vào nút đề để xem cái cóc đề này của nó có nhảy không này. Đấy, anh em nghe thấy tiếng cóc đề này nhảy chưa? Tiếng cóc đề này nó nhảy ấy, thì hiện tại dây điện từ trên nút đề này với lại công tắc nút đề này vẫn đang hoạt động bình thường nhá. Thì anh em mình sẽ đến loại trừ thứ hai để xem mà cóc đề nó có hỏng hay không. Thì anh em mình lấy cho mình một cái đồng hồ điện tử hoặc một cái đồng hồ kim cũng được. Anh em nếu mà đồng hồ điện tử như của mình, anh em lấy anh em xoay cái đồng hồ về cái vị trí mà 20V một điện một chiều nhá. Anh em lấy cái đầu dây màu đỏ này, anh em xỏ thẳng vào cái cắm thẳng để vào lấy cái dây màu đỏ này. Dây này là dây sau dây điện từ bình ắc quy mà cóc đề nó nối xuống nha. Nếu mà công cóc đề nó hoạt động bình thường ấy thì đồng hồ nó sẽ báo lên là vào 12V nhá, 12V hoặc 12V hơn nhá. Rồi anh em bây giờ anh em bấm nút đề này để xem dòng điện này nó có lên không này. Đấy, dòng điện có nha anh em nha, quay cái đồng hồ ấy. Dòng điện có nhá, vào 12V 43 nhá, 43, 42. Thế anh em mình đã rút ngắn được quá trình kiểm tra là những cái bộ phận bên ngoài là mình đã loại trừ đi hết rồi. Bây giờ thì nó đang nằm ở trong cái củ đề nhá. Để như mình suy nghĩ và ban bệnh này, trong này điện đại ở bên trong này ấy, thì nó sẽ một là hết chổi than, hai là cái nam châm đề bị bong, với thứ ba là cái rô của cái củ đề nó hỏng nhá. Bây giờ anh em mình cùng Lý tháo ra để kiểm tra xem là nó bị làm sao nhá. Rồi anh em tháo ba con ốc vít này với lại hai ốc 8 này ra nhá. Đây, xong anh em lấy tay anh em rút từ từ nhẹ nhàng ra. Ôi rồi cái này là hỏng lõi rồi này anh em này, anh em thấy không? Cái này là hỏng lõi nhá, hỏng rô rồi. Thì tới đây bây giờ anh em mình phải thay con rô này đi mới được nhá. Đây, mình nghĩ là chổi than nhưng mà không phải, hỏng con rô này anh em ạ. Thế nhưng khi mình đã tháo ra ấy, thì mình sẽ làm thêm những cái phương án loại trừ để cho anh em tới đây anh em biết hơn về cái vấn đề này. Trước tiên nếu mà anh em ấy tháo ra mà rô nó chưa bị đứt như này mà nó chổi than cũng vẫn không hết nhá. Đây, hai cái tuổi than này mà nó vẫn không hết thì anh em mình hãy bấm nút đề, sau anh em phải vặn một cái đầu dây mát này vào đây nhá, để anh em thử nhá, để lấy mát khi anh em mình bấm nút đề này, xong anh em mình lấy hai cái chổi than này, hai cái đầu chổi than này quệt vào với nhau để xem nó có lửa tóe ra hay không. Đấy, anh em thấy không? Nó tóe lửa ra thấy không? Đấy, nếu mà tóe lửa to như thế là dòng điện từ trên bình ắc quy cấp xuống là rất là tốt. Đến đây thì mát cấp cho cái dây của cái chổi than mát này ấy, là rất tốt nhá. Còn nếu mà nó không có lửa tóe ra hoặc lửa yếu ấy thì anh em xem con ốc này hộ mình này. Con ốc này hộ mình nhá. Con ốc này nhiều con nó hay bị mo ve này. Anh em để ý này, cái ốc, con ốc mà nó vặn vào cái chân mát này này. Đấy, anh em phải tháo ra, vặn ra. Thấy chưa? Để tháo ra, vặn ra mà dây đi dây lại để cho nó ăn khớp vào với nhau nhá. Ăn khớp vào với cái mát thì bắt đầu nó mới có lửa tóe ra thì mới bắt đầu đề được nha anh em nhá. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đi vào lấy rô đề để thay vào đây. Mình vừa mới lấy rô mới nha anh em nha. Rô mới dây đồng các thứ nó cuốn rất là gọn gàng và đẹp nha anh em nha. Đây, có các lớp nhựa đổ để cách
chống điện chập cháy ra ngoài nhá. Đấy, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em lắp vào nhá. Thì trước tiên anh em mình muốn lắp được cái rô này vào ấy, thì đây vừa nãy mình đã, nếu như bình thường ấy mình có coi con kìm bác sĩ ấy thì mình không cần nhờ người hộ giữ đâu, nhưng vừa rồi ấy mình mất rồi. Thì đây bây giờ mình đã cho một cái chổi than vào rồi, bây giờ mình anh em lấy một cái tô vít nhá, anh em cho vào xong anh em lấy tô vít để giữ vào cái dây điện này này. Đấy, để cho nó không tụt cái chổi than này ra nhá. Xong anh em lại lắp cái lò xo tiếp theo vào bên cạnh. Vào cái bên lỗ chổi than mát đấy. Thôi các bạn nhỉ. Rồi anh em đây, anh em cầm hai đầu ngón tay như mình này. Anh em đưa vào cái đầu lò xo này nhá. Đấy, xong anh em lựa lựa vào để cho nó vào cái rãnh này là được. Rồi. Thế bây giờ anh em lấy một cái tô vít anh em giữ. Rồi anh em lấy một tay của mình còn lại nhá, anh em đưa cái rô vào cái lỗ này này. Đây trong có cái lỗ này. Rồi. Anh em đưa nhẹ nhàng vào. Đấy, làm là tránh tình trạng chổi than nó tụt ra thì mình đút vào nó sẽ khớp luôn. Rồi bây giờ ok rồi đấy. Trong trước tiên anh em lắp xong rô nhá, anh em phải đẩy đi đẩy lại hai bên này, anh em nhìn kỹ cái chổi than của mình này. Nhìn kỹ chổi than nhá, mình đẩy đi đẩy vào thì cái chổi than nó phải, nếu mà mình đẩy sang bên này thì chổi than nó phải lõm vào, lò xo đẩy ở bên trong và đẩy ra thì lò xo lại đẩy ra nhá. Anh em phải kiểm tra chỗ đấy, không nhiều lúc có con ấy, anh em thợ mới chưa biết ấy thì là cái chổi than nó bị dương nó to hơn nên nó chật vào hai cái thành nhựa này thì nó lúc mình lắp vào nó cũng không đề được nha anh em nhá. Rồi, thế bây giờ anh em lấy một ít mỡ để bôi vào cái đầu để tránh tình trạng khi mình lắp vào ấy cái đầu rô này ấy, nó khô à? Khô thì nó sẽ sinh ra cái tiếng kêu khốt 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 nha anh em nhá. Thì nghe rất là khó chịu. Để tránh tình trạng anh em mình tháo ra tháo vào thì những cái nào mà cần lưu ý để tháo cái củ đề này cần phải chỉnh sửa ngay ấy, thì mình sẽ chia sẻ cho anh em hết để anh em tới đây anh em làm thì nó chắc chắn và an toàn hơn, đỡ phải tháo ra tháo vào nhiều. Rồi bắt đầu đưa cái cốc đề này cũng rất là khó này anh em này, đưa cốc đề này rất là khó nhá. Thì bây giờ anh em ban đầu anh em phải lấy một tay bên trong này, anh em lấy một tay anh em giữ này, anh em từ từ đưa cái cốc đề vào nhá, đưa cốc đề vào nhưng vào đến trong này anh em lại phải bẻ nhá, bẻ nó ngửa lên một tí, anh em lựa lựa từ từ đút vào, không là nó sẽ hút cái rô ra nhá. Đấy, cái lưu ý này cũng rất là quan trọng này, không nhiều lúc anh em cho vào nó rất là khó này. Anh em phải xoay đúng hướng cái lỗ này luôn nhá, không lúc quay anh đây anh em mình xoay nó rất là khó. Rồi anh em giữ vào đây. Xong rồi anh em từ từ đẩy vào này. Đấy. Xong anh em bỏ tay bên trong ra này. Đấy, rồi. Rồi mình đã thao tác thành công nhá. Bây giờ mình sẽ bắt các con ốc của cái củ đề này vào. Rồi anh em mình thao tác thử đề xem là tình hình lúc nãy mình thay rô này nó đã chính xác chưa và đã đầy được chưa nhá. Rồi anh em lấy T8 nhá, vặn chật hai con ốc 8 này vào. Hai con ốc 8 này hai con ốc chủ chốt để giữ cái củ đề nó đỡ rung đấy. Rồi bây giờ mình đã thao tác vặn hết rồi, chặt chẽ ngon lành rồi. Bây giờ mình sẽ thử đề cho anh em này. Rồi, bắt đầu thử đề xem nhá, xem tình hình như nào nhá. Đấy, anh em để thử nhá, đến hiện tại bây giờ ấy thì là củ đề đã có hoạt động, đã có quay. Nhưng anh em cũng phải nên lưu ý là như này, bởi vì những cái rô của mình thay vào ấy thì theo nhà máy sản xuất của nó, anh em bên nhà máy nó tính rồi thì những cái nam châm này này, rô này nó cuốn mỗi một nhà máy nó cuốn theo một chỗ khác. Thì đâm ra anh em mình thay vào mà mình không thay cốc thì có con
nếu mà trùng với cái nam châm ở trong cái cốc đề này thì củ đề nó sẽ quay bình thường và nổ được máy nhá. Còn những có con ấy thì nó nam châm dương với nam châm âm, để chẳng hạn là bây giờ cái nam châm này, cái nam châm này mà bây giờ nó lại chuyển xuống cái bên dưới này, cái bên dưới này chuyển đến cái bên trên thì cái củ đề của mình nó sẽ bị quay ngược nhá. Thì hiện tại bây giờ ấy, cái vô của mình thay vào thì nó không hợp với cái cốc đề này nhá. Thế thì anh em mình phải thay cái cốc chuẩn theo của cái rô này nhá. Thì bây giờ anh em mình lại tháo ra để thay vào đây. Củ này mình đã thay mới rồi nhá. Bây giờ anh em mình thử đề thử nhá, xem được chưa nhá. Rồi, đã ok con này. Thì cái ban bệnh này hiện tại bây giờ ấy thì là mình đã xử lý xong nhá, và hướng dẫn cho anh em rất là kỹ rồi nhá. Thì các anh em có phần nào mà chưa hiểu thì anh em comment xuống phía bên dưới cho nhận xét nhá, cho mình nhá. Thế mình sẽ xem và đọc lại, nếu mà anh em nào chưa hiểu mình sẽ hướng dẫn thêm nữa nhá. Rồi, cảm ơn anh em đã xem hết video của mình, và anh em thấy video của mình mà hay thì anh em hãy like và chia sẻ cho anh em cùng xem với nhá. Rồi các bạn, các bè, người thân của mình nhá. Rồi cảm ơn anh em và chúc anh em thành công và thao tác thành công mọi cái vấn đề về củ đề trên xe, các dòng xe nhá.